Phật tử chư Phật Thế Tôn có 10 điều không thất thời. Những gì là 10, đó là tất cả chư Phật thành đẳng tránh giác không thất thời. Tất cả chư Phật thành thục chúng sinh có duyên không thất thời. Tất cả chư Phật thọ ký cho Bồ Tát không thất thời. Tất cả chư Phật tùy tâm chúng sinh thị hiện sức thần thông không thất thời. Tất cả chư Phật tùy sự hiểu biết của chúng sinh mà thị hiện thân Phật không thất thời. Tất cả chư Phật trụ nơi đại xả không thất thời, tất cả chư Phật vào các tụ lạc không thất thời, tất cả chư Phật nhiếp các chúng sinh niềm tin thanh tịnh không thất thời, tất cả chư Phật điều phục chúng sinh ác không thất thời. Tất cả chư Phật hiện thần thông không nghĩ bàn của chư Phật không thất thời, đó là 10. Phật tử, chư Phật Thế Tôn, có 10 thứ cảnh giới không nghĩ bàn, không gì so sánh được, những gì là mười đó là tất cả chư phật khi ngồi kiết già đầy khắp mười phương vô lượng thế giới tất cả chư phật nói một câu nghĩa đều có thể khai thị tất cả phật pháp tất cả chư phật phóng một luồng quang minh đều có thể chiếu khắp tất cả thế giới tất cả chư phật ở trong một thân đều có thể thị hiện tất cả các thân Tất cả chư Phật ở tại một nơi đều có thể thị hiện tất cả thế giới. Tất cả chư Phật ở trong một trí đều có thể quyết rõ tất cả các Pháp, không có sự quái ngại tất cả chư Phật ở trong một niệm đều có thể đến khắp mười phương thế giới. Tất cả chư Phật ở trong một niệm đều hiện vô lượng oai đức của Như Lai. Tất cả chư Phật ở trong một niệm duyên khắp chư Phật và chúng sinh ba đời, tâm không tạp loạn. Tất cả chư Phật ở trong một niệm đồng một thể không hai với tất cả chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Đó là mười. Phật tử, chư Phật Thế Tôn hay sinh ra mười thứ trí huệ. những gì là mười, đó là tất cả chư Phật biết tất cả Pháp không có thú hướng mà hay sinh ra trí nguyện hồi hướng. Tất cả chư Phật biết tất cả Pháp đều không có thân mà hay sinh ra trí thân thanh tịnh. Tất cả chư Phật biết tất cả Pháp vốn không hai mà hay sinh ra trí hay giác ngộ. Tất cả chư Phật biết tất cả Pháp vô ngã không chúng sinh mà hay sinh ra trí điều phục chúng sinh. Thank you